Và đây là máy cắt thịt đông lạnh. À, máy cưa xương. Cái máy này máy gì đây? Đây là máy xay cà phê mini. À, xay cà phê mini. Đây là một số máy móc các phụ tiện để xay này, để dụng cụ làm đầy đủ nhá. À, đây anh có số điện thoại trên không? Anh lấy nhá. Cửa hàng Thuận Pha, 64 Ngô Gia Tự trên đường sau chợ Gia Lai nhá. Máy móc thì tất cả đủ các loại máy xay thịt này, xay thịt, xay cắt này, từ cỡ to đến cỡ nhỏ nhá. Nước mía siêu sạch này. Cái này cũng là máy xay thịt luôn phải không anh? Đó là máy làm giò chả. À, máy làm giò chả. Máy bào dừa. Máy ép cốt dừa tay. Đây máy bào dừa. À, máy ép cốt dừa tay trong này. Ở trên là máy xay thịt. Hàng trên này. Còn đây là máy ép. Máy ép miệng bì. Dạ. Rồi, ok. À, đây máy hút trên không. Giới thiệu máy hút trên không. Dạ. À, đây là mấy dòng máy cắt thịt. À, máy cái thái lát lá thịt không? Đúng rồi, nó có từ 2 ly cho đến 10 ly. Dạ. À, ví dụ là tấp mỡ thì 10 ly, mà dạ. Bò thì 2 ly. Dạ. Còn đây là mấy lò điện này, nấu bún, nấu phở, nấu cháo, làm bánh cuốn rồi đủ. Dạ. Ba nồi hắt xôi, cũng điện luôn. Cũng đều xài điện luôn. Cũng xài điện luôn. Dạ. Còn đây là máy cắt thịt đông lạnh. À, máy cưa xương. À. Đây là máy cắt thịt đông lạnh nè. Dạ. Đây là máy cưa xương. Cưa xương là máy miệng bì, máy dành sử dụng. Cái máy này máy gì đây? Đây là máy xay cà phê mini. À, xay cà phê mini. Còn đây là máy hàng miệng bì mà băng truyền nè. Dạ. Làm số lượng nhiều đó. Dạ dạ. Hàng theo băng truyền. Đây là máy xay bột, máy làm giò chả. Còn đây là mấy cái máy cắt công nghiệp lớn. Dạ. Lớn. Cắt là cũng cắt thịt đấy. Cũng thái thịt. À, thái thịt nhưng mà làm lớn phải không? Làm số lượng nhanh. Số lượng nhiều nhanh. Dạ. Nó cũng có từ 2 ly trở lên. Dạ. 2 ly rưỡi trở lên. Còn đây là máy ép cốt dừa. À, ép nước cốt dừa. Nước cốt dừa. Còn đây là máy bào, máy băm cỏ, máy băm mía. Dạ, đúng rồi, cho trâu bò ăn. À, còn đây là máy vắt ly tâm nè. Máy vắt ly tâm. À, vắt. À, nó vắt tinh bột nghệ hoặc là những cái gì mà em cần mà nước bên nước ra bên à, khô lại đó. À. Bánh bao rồi nhân rồi đó. Là à, hay máy hay. Này. Vậy. Ừ. Còn đây là máy chấm liên chiên. Còn cái này là máy thổi khí. Máy hàng mà thổi ví dụ như người ta làm bim bim nè, đậu phụng rồi, à, bánh mì rồi đó. Nó có thổi khói chắc bị phồng lên. Thổi cho phồng lên trong dập lại. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Còn đây là tủ hấp. Đây là tủ hấp nó hấp cơm. Dạ. Hấp cơm, hấp chả rồi đó. À. Còn đây là tất cả mấy dòng máy xay. Đủ các loại luôn. Ừ, máy xay đủ loại. Nói chung là xay thịt, xay cá rồi xay ngũ cốc ví dụ vậy, xay bột nước, bột khô. Nói chung là cho anh là đủ hết các loại. Máy tráng bột. Còn kia là mấy cái dòng nồi. À, nồi điện thôi. Chứ kho để mẫu thôi. Dạ. Nó từ 20 lít cho đến 180 lít. Dạ. Yeah. Đầy đủ. Còn cái số Zalo của anh đọc cho em cái số Zalo luôn. Số Zalo của anh là 0905881313. Hình như những cái số này là đều có số Zalo hết. À, đều có cho anh hết. Đều sản phẩm đều có Zalo hết. Đây. Người khách có thể liên hệ qua số điện thoại này. Dạ. Yeah. Cũng Zalo cho đó luôn phải không? Gửi được hết. Rồi. Ok. Rồi. Cái tủ sấy trái cây. Sấy trái cây khô hả? Đúng rồi, sấy trái cây nó khô của em. Dạ dạ. Làm chuối khô rồi, à, đây. Hoa quả rồi. Đúng đó. Rồi, đây có từng tầng. Người ta làm bò một nắng rồi đó. Là dạ, đây. Có từng tầng đây này. Rồi dưới đây có cái tủ lớn rồi, là che mất rồi. Dạ. Hay miếng hút chân không. Nói chung là đầy đủ hết đấy. Mấy cái kích này nó có tự động nữa nè. Nó có tự động với bán tự động. Đây là bán tự động. Số lượng nhiều quá, cứ bỏ vô nó tuôn ra, bỏ vô nó chạy ra. Cứ đặt bật ly luôn là chạy đúng không? Cái máy tự động. Bỏ vô nó nhiều quá, làm số lượng nhiều. Nhưng mà những cái máy này gì giá cả bây giờ tầm mình có khoảng bao nhiêu anh? Máy này là tầm 4 triệu trở lên. 4 triệu trở lên phải không? Dạ. Còn mấy cái dòng lập tay thì từ 1 triệu 3 trở lên. À, dạ. Thì mình cứ tham khảo cơ cái giá là sau này. Xúc xích. Dạ. Nó nhiều lắm. Em thấy chỗ anh là đầy đủ hết các loại hả? Đúng rồi, anh là chuyên bên điện máy thực phẩm. Không thêm máy thì anh là đủ hết các loại đấy. Còn ngoại máy gì là nói? Máy chiên phải không anh? Đúng rồi, đây là những chiên nhỏ này. Chiên nhỏ này cứ tầm anh có bếp lớn mà anh không chân ra tại vì nó bự quá. Dạ dạ. Đầy đủ hết các loại nha các bạn ơi. Rồi. À, anh em các bạn mà có muốn mua một cái cỗ máy là thì cứ liên hệ Zalo của anh nhá, trực tiếp với của anh luôn. Anh dạ. Dập miệng phải không? Đúng rồi, hàng miệng bì. À. Đây là những cái hàng
chân không mà cầm tay. Những cái máy như nhỏ nhỏ đó có đắt không anh? Cái này anh chỉ bán dòng từ 1 triệu mấy trở lên thôi. Từ 1 triệu, 1 triệu 2 này xài, hàng xài ok đấy, được không? Đúng rồi, hàng này ta là kinh doanh được. Những người làm số lượng nhiều. Còn mấy cái dòng mà dòng chỉ bán ở chợ mà 200 thì không. Vì em cũng tính nhiều lúc mình muốn một số đồ mình cũng muốn mình làm máy nhỏ nhỏ này nó tiện hơn. Rồi, có gì đi sau thì em cũng có gì để em đặt hàng để gửi hàng nha em nhé. Rồi đây là đường Ngô Gia Tự. Đường Ngô Gia Tự 13 số 64 Ngô Gia Tự. A2 trung tâm thương mại Pleiku. Có số điện thoại. Ngay sau chợ luôn nhé. Ngay bên hông chợ Pleiku này. Rồi xin chào các bạn nhé.